Thưa quý vị, khi xã hội càng phát triển thì những vấn đề về môi trường lại càng bức thiết, càng cần một nguồn nhân lực chất lượng cao để có thể kịp thời giải bài toán đặt ra cho cuộc sống. Mục Tôi Học Gì ngày hôm nay mời các em học sinh và phụ huynh cùng tìm hiểu về ngành học khoa học môi trường ứng dụng. Lấy mẫu, phân tích các tầng nước khác nhau, môi trường sống và mức độ ô nhiễm. Đây là một bài tập của các sinh viên ngành khoa học môi trường ứng dụng. Từ sớm, các sinh viên đã xác định được công việc khác nhau khi ra trường. Cái định hướng của em cũng rất là rộng, nó sẽ có nhiều hướng để phát triển, ví dụ như là tín chỉ carbon, rồi phân tích môi trường, rồi đánh giá tác động môi trường. Thì mỗi hướng như vậy thì đều có các thầy cô sẵn sàng có thể tư vấn và có kiến thức để định hướng cho bọn em sâu hơn. Trong 3 năm học tập, sinh viên sẽ có khả năng phân tích chuyên sâu và những kỹ năng đa ngành nhằm giải quyết các vấn đề như biến đổi khí hậu toàn cầu, ô nhiễm đất, nước, không khí, các công nghệ tiên tiến trong xử lý ô nhiễm, ảnh hưởng của môi trường đến sức khỏe con người hay quản lý an toàn lao động. Trong cái chương trình học của chúng tôi ấy, thì cái tỷ lệ mà thực hành cho mỗi một cái môn học đấy nó thường là chiếm 1/3 thời lượng của mỗi một môn học như vậy, và các bạn được có cơ hội được tham gia các cái buổi thực hành rồi các cái chuyến đi thực địa để đánh giá nhìn tận mắt cái môi trường nó là như thế nào. Hiện nay ngành môi trường đang rất cần nguồn nhân lực. Số liệu gần nhất cho thấy tại Việt Nam tỷ lệ làm việc trong lĩnh vực môi trường là khoảng 14 người trên 1 triệu dân. Tỷ lệ này thấp hơn so với các nước trong khu vực và thế giới. Ví dụ như là Singapore thì tỷ lệ là 150 người trên 1 triệu dân. Tuy nhiên ở Thái Lan thì khoảng 40 người trên 1 triệu dân. Những nước đang tiên tiến ở trên thế giới như là Anh thì trên 300 người trên 1 triệu dân. Điều đó chứng tỏ là Việt Nam còn một cái bước tiến rất là dài trong cái lĩnh vực đào tạo nhân lực cho cái lĩnh vực môi trường. Kết thúc 3 năm học, sinh viên sẽ có cơ hội học tiếp lên thạc sĩ tại nước ngoài hoặc có thể đi làm luôn với các vị trí công việc như nghiên cứu giảng dạy, tư vấn, quản lý, giám sát môi trường, làm việc trong lĩnh vực phi chính phủ và tư nhân.